đầy bọc vậy hả? Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Nay hai anh em mình chơi món mới bạn ơi. Chú ngoại rồi. Chú ngoại rồi. Lúc này nghĩ đặt lời đặt gắn gì giờ chuyển qua đi mò. Mùa này nước sát rồi đi mò thử có tôm không? Bữa hổm mò bún đập chỗ nhà tôm quá tôm. Nay rủ manh ra mò không biết có con gì không nè. Hên xui đi. Xong rồi mình đâu có biết trước. Bởi vậy phải thời chúng thì ấm á. Thấy cái dấu này cũng im im nè. Ao thu lạnh lẽo nước trong queo, hay không có dấu giò lội nè. Được. Ồ, hay tướng này im lắm không anh ơi? Không thấy dấu giò. Quá trời lòng tông luôn coi kìa. Cái này mình có đồ mình thứng ha. Ôi ôi, quá trời lòng tông. Nó tôm nó dựa cho cái cây đó. Giờ xuống khui hàng cái bún đập trước đi. Phải thà vô mà yêu cầu yêu độ đụng một con là có nhiều à. Lòng tông để sau đi. Lặn vô đó thử cái cây dưới đó đó ờ bỏ trên bờ đi như đúng bài à lặn mới tới lặn mới tới sâu lắm mà hàng mới nhìn tướng không nằm dưới à nhưng ếch chậm dưới nước nước trong queo có hồng lâu dính trong luôn rồi sao sao thôi chưa thấy gì hết rồi thấy meo meo rồi đó kẹt đó nữa chưa thấy gì hết meo meo rồi rồi để xuống luôn bạn ơi mát ha giờ này xuống nước đúng bài luôn. Có tôm nha, con đầu tiên nha. Con đầu tiên bự lắm à. Trời ơi, bự lắm. Trời. Tôm nhỏ tôm nhỏ bắt tôm nhỏ trước rồi bắt tôm bự sau có là được rồi có tôm là được bự nhỏ quan trọng Hai à.
tôm nha. Dâu đỏ nhỏ nhỏ thôi. Cũng có tôm. Cũng gọi là tôm rồi, được rồi. Tôm có tôm nghe. Có tôm mà. Không có tôm nghỉ mò. Tôm mình bắt tôm thôi, sao sao ra cũng phải làm luôn. Già nằm tôm. Thôi cỡ này về làm gỏi bắp chuối cũng ngon. Vô. Sao mình mò tôm rồi về mình nuôi tiếp mò chúng đi. Chúng đi à. Cái dòng cua đây. Ở đó. Nói chung có lon. Ê, mình đó. Có lý à. Có rau. Được. Cũng là con tôm mà. Lú cái rau rồi. Bóp đào đào. Đó đó đó, lụm nữa rồi đó. Nằm hơi sâu nghe. Đó, một con tôm nữa. Lý. Có lý, có lý. Đã quá rồi sao. Không có con tôm nào. Cà vô hả? Đúng quá. Đã thử tôi á. Tôm đàng hoàng nha, có cái càng đàng hoàng nha. Tôm càng à. Cái mày nằm yêu gu à. Mày phải ra đập nhà cái thục và cái hang đây nè. Ừ. Đảo đảo ngon. Đụng rồi uống. Đụng rồi uống. Cái này bún dưới này không có tôm bự rồi bạn ơi. Có mò lại cái chỗ đó không? Có. Không có hả? Không. Nó yếm không sao? Rồi, đi. Cũng nhiều lắm á, chơi đâu, giỡn hoài, giờ đếm số lượng con đi. Mấy chục rồi đó. Rồi để lần lên phía trên, hy vọng có tôm càng rồi coi. Bún này ngon quá rồi này. Không có tôm càng, cũng có tôm nhỏ. Rồi đi đường sau, đi mò dạng. Lên bờ. Lên bờ đi anh cãi phút này chà bên đây nè, bên đây nè tới luôn cũng được. Trời này đi mò đúng bài luôn, mát ngoài lên bờ là lạnh. Gió là quéo liền á. Lỗ này mát nè, mát lạnh luôn. Hồi bắt tôm đi, lông tổng kể nó đi. Cái hàng cái. Ủa, thấy gì? Dạ không đụng luôn á, không đụng luôn á, đâu được con lạc trôi nè, cũng có tôm đi bộ à, thua rồi, không có tôm luôn, không có, đâu có con lạc bậy vậy chứ. Mặn mặn được. Ừ. Để ru, bún, bún, bún. Để tép. Để tép.
ép ra gai nhỏ ngọt đỡ. Đây không có bợ là ở luôn. Nằm về cặp dạ dạ nè. Tình hình là mò tôm thất thủ rồi. Về nhà thăm vớn coi. Kiếm lòng tông lên khô khô. Nãy giờ hai anh em quần một buổi nước lớn luôn rồi. Mấy con rồi nè, con bự mới tép. Thua rồi. Mò tôm này bữa nào phát sinh nó mới trúng. Còn bữa nào ý định đi mò là chết không. Tính ra mấy lần luôn rồi đó. Lần nào ý định đi mò xong mà chết. Còn bữa nào hứng đi mò đó là lụm. Hâm đú cái lòng tông lên khô khô cắt cú. Dù sao cũng chắc có mà. Biết đâu vô con hàng khủng như sao. Hình. Lụm đó chắc cú đó. Ồ có cái chạch bự quá kìa. Bắt cá chạch này cái. Trời ơi, đổ vô túi luôn. Có cái chạch bông bự lắm. Ồ, có tôm nữa kìa. Lụm đó cắt cú ha. Ồ, có tôm lóng nữa kìa, có cá chạch. Bắt con cá chạch này kìa. Bắt luôn. Đây, lụm luôn không? Tao không có. Cái bóng ngon lắm á. Thượng trứng. Con gì vậy? Mấy con cá chạch, có con cá chạch tá lắm. Ồ. Với con tôm. Thôi ôi, tôm. Tôi tống bằng tôm mình bò đó. Tôm nó nhỏ mà. Tép. Tiếp tục cá chạch lớn nha. Luôn. Ê. Chạch sao bắt. Bấm được á. Được cái tay á. Đại gì luôn đi. Vô. Gì là chắc à. Vô đi. Rồi chạch cú luôn. Chơi hết bài luôn rồi. À, chui vô đây tôm khôn mà. Trốn như vậy. Ê gọn tôm hay gì vậy? Ra tép rồi. Ôi, lâu lâu ra rủ mình tắm sông bữa. Sông. Mát dữ luôn. Chổng đâu có sông này đâu tắm. Trời có chéo không? Không. Rồi, xong. Lâu lâu tắm sông mát quá. Mát dữ luôn. Im. Yeah.
im im. Tôi rồi, tỉnh rồi, chạy nó nhỏ bây giờ gì. Càng càng à. Ừ, bằng. Ừ, vừa cát nằm. Ôi vô con trời ơi, nó sắp lớp con trời ơi. Chú gọn chạy. Biết sao mà nó chạy đâu. Nó bị chặt lít cái không. Nó thầm ở trên. Con gì vậy? Nó hồn chứ. Im. Dối. Giờ anh nghĩ giữa cái mình đụng cái mặt nó đúng. Chạy qua bển nữa. Đó. Ê, chạy thôi mày. Nó là chứ đâu. Nó được cái nướng không mày. À rồi, con đó đó. Đó, đó, còn còn. Ơi, còn. Lên chưa? Còn con nữa, nó cũng cả ba lớn rồi, muốn ra. Nó cứ ra ngoài rồi. Tại nó dính cái than này nè, mình thọc lên, giờ mình ép lên, ép không được. Phải giật cái tay lên, ép lên được. Đó, chắc ngon rồi, giống như là lụm. Ủa, đâu rồi? Ủa, kìa. Sai lầm rồi. Trời, cái chỗ này hay là con luôn. Đó, đúng rồi đó. Đó, đó. Nó cũng khơi khơi trên không ạ? Đó, đó. Nó lên tới trước luôn rồi. Nó khơi khơi không ạ? Chỗ này cũng mảnh quá. Vậy nó không có chỗ nào giữa được. Đúng rồi. Ê, trời ơi, xuống vô tay luôn. Ok, một nồi luôn rồi. Hai con. Ê, hai con đây cũng được con chứ. Thơm. Dạ, dạ, xịt lên này. Thơm, có lý rồi, trúng rồi. Trúng ổ rồi. Hết lạnh rồi. Nãy đang gậu hết này sung lên rồi. Trời, hồi ôi, một nồi luôn. Ủa, cái này gâu này. Gỗ 4 con luôn mà bắt được 2 con rồi. Tại có 2 tay. Thôi 4 tay được 4 con rồi. Còn lại có con cũng bị hết. Thôi tới luôn đi, lỡ rồi tới luôn đi. Nước bình nữa nha. Hồi mót rồi. Để nó hồi kịp. Muốn dài tới chứ đâu. Chỗ đậu khoan này có xình đó đúng không? Thôi em chơi này lụm bao nhiêu vậy là nó hốt mày. Đổ. Gì sẵn con còn 2 con đừng coi bá một cái phục với đây nó xong rồi nó bút rồi đó.
chặn khô mà chặn làm dưới lại. Ôi ôi quá. Ôi ôi. Rồi. À, một nấm luôn nè. Cá bóng nè, tôm nè. Rồi, qua đây có cái bự. Ê ê ê, rồi. Trời nóng cái gâu nước rồi. Xuống tay à. Trời nhiều lắm. Cái tay bự quá, thọc vô ép vô không được. Nhỏ quá. Chạy được. Lại rồi, đứng đứng qua đây rồi. Đi. Đục đục hồi dép á. Dễ gì không? Ồ, tự nhiên. Nó đeo chứ. Này nghiệp mà. Bù là chỗ nãy mò không có con nào hết trơn. Lại đây đụng con nào nó dí liền. Dí liền chứ. Đâu rồi. Ngon không có ta. Đại đại. Không có nghỉ mò. Đâu rồi, tới đâu rồi? Ừ. Đây nó không có chụp được, nó khó, xem. Nó khó chụp. Qua bên trình nữa. Đây. Giờ lên đó là mẫu phát rồi. Chỗ nằm hai ba con. Ừ. Thỏ, lụm giữa hang. Giữa hang các bạn. Để lụm nữa nè. Ê, con gì? Mấy con nhắn môi ra đây, mấy con gì ta? Đẻ hai con. Cái rồi. Rồi sáng bự rồi. Bự đấy. Vòng vòng nè. Ồ, cái lòng tông chạy rồi. Con hết con nè đó nè được đủ cái nữa đây đó đó con gì đó cá không nằm ở cái lớp khủng như thế đồng tống nằm về về vậy. Có là có nè, nếu không là không đó. Con cá bóng à. Chứ quớt. Mót mót mót. Mót. Nhờ hên lại trong này kiếm ăn được. Như nãy tính nghỉ rồi đó, hứng hứng cho giọt ra đây. Nhắc này nước lớn rồi, không có nước lớn trong chỗ mùa nữa rồi đó. Đang hứng. Đang hứng. Không có bự mà nhờ số lượng nhiều. Vậy cái mót cũng được rồi thấy không? Đó, đó. Có lý rồi nè. Này cũng cốc chứ bộ. Ngon luôn á. Ngon luôn á. Cái tâm xâm này ngon lắm bạn ơi. Dạ. Nướng nha. Nướng. Muối tiêu cho cay ha. Rồi nói các bạn mà lạnh lạnh này mà tán đi rượu vô một cái. Miền Tây mình vậy đó bạn ơi. Rượu đi cho ngon. Rồi thôi. Rồi, giọt. Ồ, đầy túi rồi nè, giỡn mà. Ồ, mềm mà. Im luôn đó chứ. Ừ. Thì phải bọng đẳng mà lai gai nhiều ấm. Nổi. Mà không có con nào bự hơn được có con luôn. Dở thiệt. Hui hèn. Đó. Ra mặn tôm, quá trời tôm rồi. Đó. Coi làm món gì ăn nè. Kêu ra mặn tôm quá trời tôm rồi nè. Nhiều lắm á chứ. Nhiều đây nấu nồi bánh canh này ngọt ngay luôn á. Nhỏ mà nhờ số lượng nhiều cũng được. Tôm xong mà giờ kiếm được nhiều cũng ngon. Phải cỡ này không ha. Nhiều con là con nhiều á. Phải cỡ này mà làm được chừng chục con, cái này là đã à, biết nhiêu con rồi đó luôn á. Nay tôm lóng luôn à. Cái này đem thả nuôi đi. Hết biết thì chứ. Nuôi mơ móng nó lớn. Như đây chắc cũng cả nửa. Tôm lóng không, không có con tôm bự nữa. Như đây cũng nửa ký á. À.
nửa ký được. Tính é rồi. Nhiều đây là mua 1 ký bánh canh rồi là nấu ăn cả làng luôn rồi. Ghê vậy? 1 ký ăn cả làng luôn hả? Nấu nấu luôn vỏ quá. Nó bỏ muối cho nhiều chút đó. Mày kho khô à, cả nửa ký nửa chai nước mắm cho mày ăn 4 ngày chứ hết. Không, cái tôm này chứ bà nấu bánh canh nó ngọt dữ lắm á. Không, tôm này gan nó mới ngon. Gan cũng ngon, nó vỏ mềm. Nửa bóng nữa nè. Mỗi khi đi câu mà kiếm mua tôm này không có, bây giờ lúc này mò nhóc chứ. Con bự một, con này lạc trôi đâu. Phải cả con này không chắc hơi bị nhiều à, nửa túi á. Đổ lú cũng được mấy con cá lồng tông hung hỉnh đó. Nhưng cá chạch đâu ta? Đừng nói chung ra nha. Nhiều đó, hai nhà kho khô quẹt đủ ăn. Ủa? Ăn 3 ngày luôn. Hay ta. Cá chạch chung nó tiêu rồi. Chạch cho bá luôn á. Ủa chui ra cái chạch nó bằng cá bóng này vậy nè. Chung ra. Rồi, ngon lành ha. Giờ đi tắm các bạn, này lạnh quá. Một xô tôm luôn chứ chơi đâu.